Xin chào các em. Các em vừa tham quan quy trình sản xuất dung dịch nước rửa tay sát khuẩn nhanh do các thầy cô ngành công nghệ sinh học trường đại học Quốc tế Hồng Bàng thực hiện. Thầy bật mí thêm là dung dịch sát khuẩn nhanh này đã được Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh kiểm nghiệm. Hôm nay thầy và các thầy cô sẽ thực hiện một công việc rất là đặc biệt là cùng nhau chia sẻ với các em về ngành học đầy thú vị này nhé. Cô Kỳ xin ngọc là giúp cho các em nhìn rõ hơn về thiên nhiên quanh chúng ta, nhìn rõ sự đa dạng sinh học, nhìn rõ bản chất của sự sống, tức là các quá trình sống, nhìn rõ quá trình tích hợp của tiến triển công nghệ hiện đại trong quá trình nghiên cứu đa dạng sinh học, tài nguyên gen của đất nước và các quá trình sống ấy. Mục đích để tạo nên những sản phẩm mới, tạo nên những quá trình công nghệ mới, nâng cao trình độ sản xuất của nước đất nước chúng ta trong thời đại công nghiệp 4.0, trong thời đại phát triển của công nghệ thông tin, tất cả những tiến bộ khoa học công nghệ ấy đều được tích hợp vào công nghệ sinh học. Tố chất đầu tiên đó là chăm chỉ chuyên cần. Đó là óc quan sát, nắm bắt những nét đẹp của thiên nhiên quanh chúng ta để hiểu được sự đa dạng của tài nguyên thiên nhiên quanh chúng ta, phát huy tất cả những tố chất, say sưa nghiên cứu, học tập, tiếp cận và đặc biệt là tổng hợp các kiến thức của các ngành khác nhau. Nghĩa là sinh vật học nhưng các em phải có cái đầu óc và phải có kiến thức tổng hợp tốt những môn học cơ bản, toán, vật lý, hóa học, sinh học và các môn khoa học xã hội nói chung để tạo thành một con người phát triển toàn diện. Tố chất nữa là các em hãy yêu thích thiên nhiên, đất nước chúng ta. Đó là một chương trình công nghệ sinh học mới được hội đồng khoa học, các nhà giáo dục hàng đầu có kinh nghiệm thông qua, có tính chất quốc tế là được tổng hợp và tích hợp từ các nền khoa học công nghệ sinh học quốc tế. Các thầy cô từ các môi trường đào tạo khác nhau trên thế giới đều hội tụ về khoa công nghệ sinh học này để truyền đạt cho các em những tiến bộ mới nhất khoa học công nghệ sinh học môi trường. Công nghệ sinh học y dược là ứng dụng các kỹ thuật, các kiến thức của công nghệ sinh học vào phục vụ lĩnh vực y dược. Một ví dụ cụ thể là khi dịch Covid-19 bùng phát, các cái khâu từ phân lập nuôi cấy virus, sản xuất các bộ kit để chẩn đoán, sản xuất vaccine, sau này là các chế phẩm sinh học trong dùng trong điều trị bệnh đều là ứng dụng của các kỹ thuật công nghệ sinh học, cụ thể là sinh học phân tử và virus học. Ngoài ra, công nghệ sinh học còn ứng dụng trong sản xuất các hợp chất có hoạt tính sinh học dùng trong thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Chúng ta còn có công nghệ sinh học tế bào gốc. Tại Việt Nam, chúng ta đã phân lập được tế bào gốc từ cuốn rốn, từ tủy xương để điều trị một số bệnh ung thư và thụ tinh trong ống nghiệm. Alright, xin chào. My name is Dr. Alon Meisler. It's a pleasure to introduce you to Hongban Department of Biotechnology. I will be the lecturer in bioengineering, biomechanics, biorobotics and biodesign. Our main aim to produce you the best technologies and best knowledge in the world to come to your aid in your search for higher education. I would like to explain something about bioenergy in a sense of our advancement. We are looking at taking source from nature and converting it into a viable energy source as electricity or heat. All this application, all this technology will assist you to become a person that is not just a great knowledge seeker, but an entrepreneur in your future life. Please come join us and I will be a pleasure to meet you all in the coming semester. Khi các bạn đến học tại bộ môn công nghệ sinh học theo hướng chuyên sâu công nghệ thực phẩm, các bạn sẽ hiểu rõ về các vấn đề kiểm tra, đánh giá, phân tích các sản phẩm thực phẩm. Đồng thời bên cạnh đó chúng ta sẽ tìm ra các phương pháp phát triển các sản phẩm mới, các nguồn nguyên liệu mới ứng dụng trong các ngành dược phẩm, y sinh và dược học. Hiện nay vấn đề về thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn được rất nhiều người quan tâm nên lựa chọn theo hướng công nghệ sinh học ứng dụng vào công nghệ thực phẩm, chúng ta sẽ giải quyết được các vấn đề về thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn và phân tích
tìm hiểu rõ nguồn gốc của nó. Các em sẽ được trước hết trải nghiệm quốc tế. Trường đã có ký kết với ngành khoa học nông nghiệp và công nghệ sinh học của Đại học Arizona. Các bạn sẽ trải nghiệm ở những phòng thí nghiệm hiện đại nhất thế giới, đứng hàng thứ 12 trên thế giới về lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp và môi trường. Các bạn sẽ được trải nghiệm ở Đại học Hiroshima, Nhật Bản, Đại học Quốc gia Chunnam, Hàn Quốc, ở Đại học Osaka của Nhật Bản và cũng như các đại học nổi tiếng khác. Các bạn sẽ được làm quen với tất cả khu hệ động thực vật của Việt Nam. Tại khoa công nghệ sinh học sẽ cho các bạn nhiều cơ hội tiếp cận với phòng thí nghiệm nghiên cứu và loại hiện đại ở tầm thế giới của đất nước chúng ta. Những phòng thí nghiệm giải trình tự gen, những phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo và thiết kế nên thế hệ vaccine mới, những phòng thí nghiệm chế tạo những loại thuốc mới với công nghệ nano sinh học hiện đại mà các em sẽ được trải nghiệm. Nhưng các em cũng được trải nghiệm ở những trang trại sản xuất của những người nông dân tiên tiến của nền công nghệ, của nền sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời đại nông nghiệp 4.0, trong thời đại của nền nông nghiệp sản xuất quy mô công nghiệp nhưng điều khiển và tự động hóa. Các em sẽ được vô vàn những cơ hội mà qua đó tích lũy cho mình đầy đủ những trải nghiệm khi bước vào đời. Với tấm bằng cử nhân công nghệ sinh học của Đại học Quốc tế Hồng Bàng, với tấm bằng mà mang tính quốc tế hóa, các bạn có thể tìm được những công việc, thứ nhất trong lĩnh vực nghiên cứu, những lĩnh vực mà kế thừa tiếp tục cái chương trình học của các bạn ở giảng đường đại học. Đó là các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu, các trạm thực nghiệm rộng khắp các tỉnh, các cơ sở nghiên cứu của tư nhân, của doanh nghiệp, của cả khối nhà nước. Trong khối nhà nước, các bạn có thể tìm thấy công việc tại Sở Khoa học, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp, Sở Tài nguyên Môi trường. Mà các bạn nhớ rằng 63 tỉnh thành đều có các sở này, nghĩa là ở tỉnh nào các bạn cũng tìm được việc ở những sở đó. Tất nhiên, theo từng năm, theo từng vị trí, cần đến những chuyên gia về công nghệ sinh học, phục vụ và tham mưu cho công tác quản lý nhà nước của các sở ngành đó, các sở ngành chuyên môn ở từng tỉnh thành địa phương đó, các bạn sẽ đáp ứng được tốt công việc của mình. Với tư cách một người có tấm bằng cử nhân có tính chất quốc tế của Đại học Quốc tế Hồng Bàng, tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, các em sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ sinh học môi trường có khoảng 95% các bạn có khả năng tìm kiếm được việc làm yêu thích của mình. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc thu nhập của các bạn, ví dụ như là nơi làm việc, vị trí làm việc, đặc biệt đó là kinh nghiệm và năng lực của bản thân mình. Ngoài ra, việc có thêm các chứng chỉ khác, kỹ năng mềm và trình độ ngoại ngữ cao cũng sẽ ảnh hưởng đến mức thu nhập của các bạn. Nhìn chung, các bạn tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ sinh học có mức thu nhập khoảng từ 350 đô tới 450 đô một tháng. Nếu có cơ hội học tập sau đại học thì mức lương khởi điểm của các bạn có thể dao động khoảng 1.000 đô một tháng. Các em thân mến, qua chia sẻ của các thầy cô, thầy nghĩ là các em đã phần nào hình dung được ngành công nghệ sinh học sẽ học gì, ra trường làm ở đâu và mức thu nhập như thế nào. Qua đó, thầy hy vọng các em đã có thêm niềm tin và tự tin chọn ngành công nghệ sinh học là ngành có nhiều triển vọng trong tương lai. Thầy chúc các em thành công và hẹn sớm gặp lại các em.